Hà Trí Quang Thanh Đoàn xuất ngoại chụp ảnh cưới, tiết lộ kế hoạch hôn lệ hành tráng. Thanh Đoàn Hà Trí Quang tiết lộ địa điểm chụp ảnh cưới, hứa hẹn sẽ có một đám cưới với những khoảnh khắc lung linh siêu ngọt ngào. Sau nhiều năm đồng hành, Hà Trí Quang Thanh Đoàn cho biết trong năm 2024 sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Trên trang cá nhân, bạn trai của Hà Trí Quang vừa tiết lộ một phần quan trọng trong khâu tổ chức hôn lễ, đó là địa điểm chụp ảnh cưới. Thanh đoàn cho biết tháng tư tới cả hai sẽ có chuyến xuất ngoại. Bắt đầu tháng tư này, tụi em sẽ bay qua Trung Hoa chụp hình cưới ở những địa điểm như Cửu Trại Câu, Quảng Châu và Thẩm Quyến. Cả nhà cùng theo dõi hành trình của hai đứa em nha. Qua chia sẻ có thể thấy cặp đôi đầu tư cho từng khâu trong đám cưới sắp tới, hứa hẹn sẽ có bộ hình đẹp mắt và siêu tình cảm, đánh dấu hành trình mới trong chuyện tình cảm của Hà Trí Quang Thanh Đoàn. Ngoài ra, trong bài đăng Thanh Đoàn còn đính chính khi bị đồn được ai nấy đi với Hà Trí Quang. Anh cho biết, thời gian gần đây đã bị nhiều khán giả hiểu lầm, phán xét, trách móc bằng những lời dễ khiến tổn thương. Trong khi trang chính chủ ngày nào cũng like và đăng hình mà ai đồn cái gì, không cần biết thật hay giả là phán xét như đúng rồi vậy chàng ơi, một nửa của Hà Trí Quang chia sẻ. Năm 2023, Hà Trí Quang Thanh Đoàn đã tổ chức lễ ăn hỏi cực kỳ hoành tráng ở biệt thự 3.000m2 tại Đồng Tháp. Ngày vui của cặp đôi đã được gia đình hai bên chúc phúc, cũng như đông đạo bạn bè đồng nghiệp đến góp mặt. Gia đình nhỏ của cặp đôi còn rộng ràng niềm vui khi cả hai đón cặp song sinh Kaka ca ca Mụi Muội vào năm 2022. Nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tuy chăm sóc con nhỏ khá vất vả, nhưng cả hai đều vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.